sáng anh bắt mấy con chim ra nè em. Một con chim chim nổi dòng thúc gù trong lòng ở Phi nha, mình giao cho anh Phi, anh Phi anh nhận ở ngoài cái lạy nha. Với một cặp chim dòng gù chạy hai con di vàng mình giao cho anh Hoàng Thịnh, anh ở nhận ở bánh xe miền Tây nha. Trời chứ mưa đen thui nên anh bắt cũng hơi gấp nha. Nói chung mấy chim này nổi trong lòng ông Vi nha anh em, nó chưa có gù cho nên mình không có quay được, mình mới quay, mình đăng cái clip lên thì anh em thấy anh em bắt luôn hả, tại vì mình cũng hết trống nè. Chim này là cặp chim dây màu vàng này, nghe chạy ngang máy lắm rồi. Cặp chim dây màu vàng mình mới quay lên đó nè, mới đăng lên đó, anh bắt cặp này luôn về anh làm giống luôn nha. Chim này rất đẹp, mới bắt vô là nó chơi luôn anh em, nó thúc ra gai nó gáy rồi nhưng mà nó chưa gù. Hôm nay là ăn trống nè, đây là ăn mái nè. Hai anh chim này nói chung là gắt to con nè. Con này là ăn mái, con này là ăn trống. Ảnh kêu cắt hai con dây màu này ra cho ảnh, còn đeo chỉ là cái phen mã vòng mã số thôi nè. Con chim này là hai chi vàng nha. Con chim hồi nãy dòng thúc gù là giá nó 3 triệu nha anh em. Còn con này là dòng gù chạy giá nó 3,5 triệu. Còn con máy là 1,2 triệu, nó cộng lại là 4,7 triệu. Mà ảnh làm bảo vệ rồi mình thấy vậy thôi, mình để cho ảnh có 4 triệu rồi nghe nè. Bớt ảnh hai con này là giá 4 triệu. Tại cặp chim nó gắt to anh em. Chim này thứ anh đeo bắt là nó chơi rất là ok luôn, bắt lên là nó chơi luôn rồi nè. Mới nổi lên được hai con này thì mình giao ảnh luôn anh em. Tại vì mới giao hai bữa trước thì mấy ăn chim kia về Hà Tĩnh, con trống con mái với giao một người anh ở dưới Duyên Hải thì cũng một cặp trống mái với Duyên Hải thì con trống dòng dây màu đen với gì ngoài Hà Tĩnh thì một con trống con mái. Bây giờ mình cũng tiếp tục mình giao một cặp với một con trống lẻ nữa nha anh em. Nói chung trời mưa nha anh em, trời mưa cho nên bắt hơi gấp hơi ẩu nha anh em, thông cảm nha, mình nói cũng hơi nhanh đó. Rồi hai em này về bánh xe miền Tây, còn em này thì đi về cái lễ nha. Rồi một lần nữa cảm ơn nha, cảm ơn anh em tất cả anh em bà con trên mọi miền đất nước nha. Sáng chuyện mưa sớm quá mình bắt nó cũng nói chuyện cũng hơi nhanh, xe nó 7 giờ chạy rồi anh em, mình cũng đem đi gửi tranh thủ nha. Rồi nói chừng nào về mình quay trong cái lồng quay cho anh em xem nghe, để có nắng lên rồi mình vệ sinh rồi mình quay cho anh em xem. Tại vì mình thấy trong cũng còn con, hai con nãy nổi trước mình bắt mình giao cho anh em luôn. Còn ở trống mình cũng thấy nó gù gù, nó ghĩa ghĩa mỏ rồi. Mà mình để mình nhìn coi có trống nữa thì mình bắt mình quay lên mình đăng mình chia sẻ cho anh em ha. Anh em nào bắt thì alo mình nha, một lần nữa cảm ơn anh em nha. Bye anh em. Rồi.
hai em trên một chuyến đường. Ngã tư cây lại, còn này về bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây thì một trống một mái, cho người anh bảo vệ nha, làm mà bảo vệ rồi anh bắt cặp chim. Sáng trời chỉ mưa nè mà. Rồi, nói về mình vệ sinh lòng lòng ở bên mình quay coi còn con nào rồi mình chia sẻ anh em nha. Mới vệ sinh xong rồi nè. Qua bữa sau mình mới vệ sinh được, bữa mình đi giao bữa đó về mắc mưa quá trời mắc mưa, đi chạy trống cũng mắc mưa mà đi về cũng mắc mưa nữa rồi tới chiều luôn. Mình không có vệ sinh được. Qua tới bữa nay bữa sau mình mới là vệ sinh. Mới vừa vệ sinh xong rồi mình giải mới bắt với mấy miếng cỏ thái xuống, mới vừa bu xuống ăn ông anh nó đi ra ông bứt mấy cây cỏ đó nè, ông bứt bỏ xuống đó nó bay lên trời rồi nó chưa xuống nó xuống đây ra nè. Đây con còn trời nè, con này con dòng chạy nè, dòng chạy với màu xám á, xám đỏ. Dòng chạy này dòng chạy bộ, chim mà nó chạy tròn tròn đó nè, chim này là con của chim đó. Dưới trong đó mình thấy một con chim nổi trong đó dây màu đen nha anh em. Nó đập máy rồi. Con chim đen trong đó nó đập máy, mình thấy nó, mình nhìn nó đập máy 3 lần rồi. Nó đập máy với con chim màu nâu 3 lần rồi. Mình quay xong mình cũng bắt nó ra luôn. Chứ mình bắt con dây màu xám này ra luôn nha anh em. Dây màu xám bữa mình quay nó quấn lộn với con chim hay dây màu vàng đó. Nó ăn dây màu vàng đó, dây hay màu vàng thì mình bắt ra mình giao cho người anh rồi. Cho thành phố rồi, anh bắt nguyên cặp luôn nha anh em. Anh bắt con trống máy luôn, bắt nguyên cặp của nó luôn rồi. Rồi một con màu dây xanh lợt kia thì mình giao cho người anh ở bên ngã tư cây lại. Thì bây giờ trong này mình cũng thấy cũng còn con mình mới quay là cái con dòng gù chạy đó, con dây này, con này nè, nó chơi thấy cũng hổn lắm, con dây xám đỏ đó đó. Dưới trong đó còn con dây màu đen nó giữ ổ với cu màu dây nâu đó đó. Trời ơi, chưa thể ngăn nữa rồi. Nãy chứ ghe kia chạy quá, chứ chạy mới quay khúc, cái ghe chạy cái mình tắt mình bỏ, giờ nói chứ quay lên chút xíu cái ghe chạy tới nữa rồi. Chứ xong này ghe nó chạy quá trời, nó chạy không thôi. Ghe chạy máy nhỏ nhỏ còn đỡ, ghe nó chạy mấy cái máy phinh, khó nghe luôn. Nó có khi mình ngắt khúc hoài. Đây mình quay vô đây cái tiếng máy nó chạy lớn dữ lắm lớn. Nói chuyện chứ không lớn bằng nói máy nó chạy nó thục thương đây lớn lắm lắm. Mình bán cặp dây hai màu vàng rồi nha, hai cặp dây màu vàng bán rồi. Bây giờ còn mắc vô một con dây màu xám, bữa ăn hai con màu vàng đây nè. Với còn cộng dây xám này với xám đỏ đó với con dây đen chẳng đó nè. Con dây đen đó mình thấy nó đập máy rồi. Nó chơi ào ào trong đó. Đây con này nó hút, mình không biết con này con chống máy mình. Tạm thời là có con dây đen đó là nó đập máy rồi thôi. Còn con này thì khả năng cũng chống cao nè. Nhưng mà mình chờ nó đập máy. Mình thấy nó cũng vụ máy nè. Vậy là mình bắt vô lòng còn con dây màu xám chống anh đó. Cũng dây màu xám chống nó cũng chơi rồi, nó cũng kêu, nó cũng thúc rồi. Hôm bữa có thằng cháu nó ở bên Đồng Tháp, nó chạy qua nó bắt hết con dây màu đen. Dây màu đen với con dây màu xám mới bắt ra. Rồi cái cháu đó bắt con dây màu xám, bắt dây màu đen rồi. Thì còn con dây màu xám bỏ lại chổng. Tại vì con dây màu đen đó nó chơi dữ lắm chơi, mình nghe người em gắt ở chợ Nam Giang nói. Con chim đó nó chơi dữ lắm chơi. Nó cho gù với mấy người kia, mấy con mồi lao của mấy người kia ra tiếng hồ để trải nghiệm. Rồi đến em để xuống là kêu à. Tại vì nói chung chim này thì mình nuôi, mình ghép đẻ cho anh em trải nghiệm không à, chứ mình không có trải nghiệm được miếng nào cho anh em đâu. Rồi anh em phản hồi lại cho mình thì mình chia sẻ lại cho cái người mà chia sẻ lại cho mình sao mua sao á, thì mình chia sẻ, mình nói cái người khách đó nói chim đó chơi được, chơi ok thì mình sẽ chia sẻ lại cho cái người khách đó chứ.
chứ mình chưa trải nghiệm được cái dòng chim nào mà mình chơi cho nó. Mình bắt mấy con mồi ở bển về thì mình đổ mình bắt con mồi mình chơi thôi, chứ còn ngoài ra là thì mình chưa có đổ chim con nào lên mình chơi chứ. Anh em chơi phản hồi lại cho mình thì nói con nào chơi sao sao thì mình chia sẻ lại cho anh em, mình nói với anh em cái người đó nói như vậy. Bữa anh cháu đó bên Đồng Tháp mà chạy qua tới đây trời mưa mà cháu ấy chạy chùm áo mưa qua chạy tới bên đây luôn, thấy tội nghiệp, qua tới đây bắt con chim vừa đi ngay chăng cái bữa mưa dầm đó. Đi như mấy bữa nay thì nắng ok rồi, đi cái bữa đó mưa từ sáng tới chiều luôn. Em đó bắt xong là qua bữa sau mình giao cặp chim cho người anh ở trên bến xe miền Tây với một con ở bên ngã tư. Bữa sau thì mưa đỡ, mưa buổi sáng buổi chiều nó cũng ngơi được, còn cái bữa đó mưa tối ngày luôn. Bữa nay mới có nắng lại nè, có nắng lại mình vệ sinh là mình quay tổng thể cái đàn chim với coi còn con nào nổi cho anh em xem. Thì trước tiên thì cái con dê màu đen trong đó thì nó ok rồi đó, để nữa mình có thể mình được đóng mình quay nó được thì mình quay, nó đang làm ổ thuốc giống đó anh em nghe không đó. Chơi chậm chứ con này nữa nè, con này là cái con dê màu năm màu quanh trắng. Cái bữa người cháu nó cũng phái con chim này lắm nhưng mà mình thấy nó chưa có đặt máy cho nên mình không có dám bắt ra nữa nè. Con này anh đeo anh nói là anh đưa một cục chèo anh chơi là một mình một ngựa nè, cái dòng chim này nó phóng lắm, phóng lì dữ lắm, chơi là một mình một ngựa cũng bắt bỏi mấy con bỏi à. Dòng này nè, bữa đó cháu nó cũng phái con chim này lắm mà nó chưa có đặt máy cho nên chưa có bắt ra, để mình gìn mình chờ nó đặt máy mình bắt ra. Thì tạm thời mình thấy cái con này với một con dòng chạy dây màu xanh bánh đúc đỏ dòng chạy, với trong kia thì con dây màu đen, thì trong đây mình thấy như là ba con, thấy ba chim nổi trong này. Nhưng mà mới có con chim đen đập máy nha anh em, con chim đen đập máy nha. Mấy con này chưa nha. Hồi nữa con dòng chảy này nó chơi dữ lắm chơi nè, con dòng chảy trên đây. Nó cũng làm chùm mấy khúc này. Con đó dây năm màu quanh trắng đó nha anh em. Mình cũng nghĩ nó là con trống nhưng mà nó chưa đập máy được cho nên mình cũng không dám bắt ổng. Mình có rút con dây giò nó màu trắng bên đây nữa. Nó khả năng nghi là mình đem mình rút con dây giò nó. Còn nữa nó có đập máy cái là mình biết nó liền, bắt ra nó không có bị lầm. Kia chạy ngang nữa rồi đó, chạy 3 tiếng 4 tiếng rồi. Con đó chim lẻ vậy nằm bằng quanh ấy vậy xanh nọc chuối gần cuộc chạy.
chưa có con nào nó gù nữa, nên để hồi có con nào gù mình quay thêm cho anh em. Con gù đó không biết con nào đó, nó bị phức. À, con dòng gù chạy anh em ơi, con dây dòng gù chạy màu vàng tím ấy. Em của con vàng đỏ mới bắt ra đó, giờ con này là em con đó nè. Con này dòng chạy vàng tím, em của con chim mình mới giao cho người anh cặp. Dòng chim này thì nó rất to chim, con nào cũng thấy nó bự bành bành không. Dòng chim này bắt con chim nào là đáng con nấy đó, tại dòng chim này nó to chim đó. Mà nó ra nhầm con thì nó liều gồng luôn, yêu gù dày luôn. Nhầm con thì nó liều lở, có khi nó gây một, có khi thì con thì nó chiêu gù, có con thì nó cũng không có chiêu gù, con thì chiêu ít, mình cũng không hiểu luôn. Chim đưa cho anh đeo thì nó chơi liêu gông, chiêu gù. Con này nó chơi kiểu này mình cũng hơi nghi nghi nó là con liêu nữa nè, tại vì cái nước rút với nó với cái nước thúc của nó hơi ngắn. Con liêu thường thường á nó thúc nó chiều ngắn á, thì nó thúc thì nó cũng ngắn nghe nè. Thường thường mấy con liêu nó thúc ngắn hơn mấy con một họng đó. Con đó người khác đó, con đó người khác đó. À, con đó con dây năm bầu anh em ơi, dây năm bầu anh trắng á, mình nói nãy giờ nó đó là nó đấu với con đó rồi. Giờ con đó chắc không dám chơi với nó đâu, không dám chơi với con năm bầu anh đâu. Con năm bầu anh hôm gà mình thấy nó cự mạnh ở đây, còn con dây màu vàng tím đó thì nó mới lên. Con nó dùng chạy nãy mình nói đó, xanh đột chuối. Đây mình thấy nó ghi mỏ nó nè nghe nè, không biết sao nữa nè. Giờ đập máy thì chắc ăn ha. Bữa hai dây vàng đó mình thấy nó đập máy, nó đập chim dây màu đỏ nó luôn, màu đỏ theo nó đập máy luôn. Hai con này ghi ghĩa này là mình khả năng là chống máy xiên rồi, mà chờ kết quả phụ thôi. Con của con chim nào để nó quay mặt qua bên kia không thấy con gì khúc nè anh em. Con này một cặp với con đen tím, ý con vàng tím nãy mà con chim mái nè, con nãy trống con này mái nè. Mình, bữa hổm nó đi theo con mái dây màu nâu mình bắt vô, con mái dây màu xám mình bắt vô trống á, mái dây màu xám vô trống mình bắt nó ra, mình bắt nó mình rút giò nó, mình bắt con trống ra luôn rồi mình bỏ vô lại nè. Này như là con này con mái, thì là con dính giữa nó đang trống, hai con hai bên ghĩa đó vô mánh vậy, được hai người phụ nữ luôn, hai con phụ nữ hai bên nè. Con dây màu xám bữa hổm chơi quá trời mà không có em nào theo chứ, còn em này không biết là em nào mà bữa nay được hai người phụ nữ đi theo, quá dữ vậy. Cho mình bước nhẹ lên mình coi, phải nói là em nào nha. Không chịu đứng lên nữa nè anh em. Thì già con dây này nó không có phen, nó có phen mà nó không có dây rút chân, nó ruột hay gì á, mình bỏ tay rồi, phải biết con nào rồi, không biết con đó là con của con chim nào luôn rồi. Nó không có còn con dây rút, nó còn cái phen dò không à, mắt con dây rút rồi. Chắc lúc còn nhỏ nó mình rút hơi rộng á, là nó ruột á. Thì nếu mình tìm hiểu cái sao đi. Còn gì number one chơi.
nó màu quanh trắng. Chim mình lúc trước anh đeo bắt thì nó không bự con bằng con này, nó đi chơi cái dòng phóng nó khá lắm, khá. Lúc mình nuôi nó trong lòng mới có từng mấy hai tuần nó cũng phóng dữ lắm, chơi dữ lắm, chơi đồ ổ kìa nè. Ổ có bắt con trống đi là sẽ có con khác nó vô à. Nó đù vậy đó mà cái nữa mình cũng coi kỹ đây coi nó trống nào mày. Nói chung còn chim trống mình bắt ra được có con gì màu xám nghe nè, còn nhiều trong này nè nha, chứ con gì màu đen đó rồi mình quay xong mình cũng bắt chim gì màu đen đó ra luôn nghe nè. Chim gì màu đen đó tại mình thấy nó đập máy 3 lần mà. Còn mấy con chim này mình quay nãy giờ ở đây mình chưa thấy nó đập máy, cho nên mình để cho nó đi. Bắt mấy con chim bự đầu đàn ra thì mấy con sao đập máy được hả. Con đó đi vàng tím. Đi đặt con rồi. Gồm trên này còn đó dòng chiêu gồm mấy hai tháng mấy trên đó không biết con nào đó thì con dê bên đây thì giống chim máy. Giống chim máy màu vàng tím này. Nó chắc máy vàng tím quá. Con này dùng chạy xanh bánh đúc đỏ đó.
quanh này ra luôn. Nó dừng máy thôi con đó. Con này con vàng tím nè, nó con chạy nè. Cặp với con nãy đó, con nãy nó máy gút con gì dò vàng kia đó. Con này nó chống cặp nó qua đó luôn. Bị đập rồi kìa. Con đó kèo của hai con đó dễ gì. Dễ gì dám qua. Qua nó quýnh ra nào nó quýnh. Nó dành nó ổ đó. Rồi bắt hai con đó ra nó mới ấy. Để mình nhìn nữa, mình coi coi con nào chóc, con nào máy mình mới biết được.